chỉ còn 2 tiếng đồng hồ nữa là sẽ có kết quả sơ khởi của cuộc bầu cử. Ngày hôm nay, ngay vùng Lido Sài Gòn, ngay quận Cam, rất là nhiều những cái ứng cử viên, kể cả Mỹ lẫn Việt Nam, đang hồi hộp chờ đợi kết quả đỉnh đoạt cái con đường chính trị sắp tới của họ. Chúng tôi đang có mặt ngay văn phòng tranh cử của ứng cử viên Tyler Diệp cho chức vụ dân biểu tiểu bang California. Chắc chắn trong vài tiếng nữa đây nó sẽ còn rất nhiều những cái hoạt động sôi nổi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng với ông Bùi Mạnh Cường, là một người tình nguyện viên giúp cho ứng cử viên Tyler Diệp, đi xem bên trong căn phòng này những gì đang diễn ra. Dạ, thưa chào anh Lân và quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bôn Sa TV. Xin mời quý vị vào coi cái sinh hoạt tranh cử những giờ cuối cùng của chúng tôi. Xin mời anh Lân. Dạ, xin cảm ơn ông. Ông có thể cho biết rằng là bây giờ hiện nay là ở khu vực này nó là những gì đang xảy ra thưa ông? Hiện nay ở trong tôi có cái tình nguyện trợ giúp anh Tyler Diệp ở trong cái cuộc tranh cử địa hạt 72, tức là một cái địa hạt mà tiêu biểu nhất cho cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ, gồm có tất cả những cái thành trong khu vực Little Sài Gòn area. Thành ra đây là một cuộc tranh cử rất là hồi hộp và gây cấn cho tới giờ cuối cùng, vì 12 năm qua chúng ta không có tiếng nói tại quốc hội của tiểu bang. Đó là lý do mà chúng tôi và những người tình nguyện khác ở đây tụ tập vào với nhau ở đây. Phía bên Việt Nam cũng có mấy chục người tình nguyện, và phía Mỹ cũng có bao nhiêu người tình nguyện, thì anh xem thấy là những người trẻ không? Dạ, trước khi đi vào những người đó thì chúng ta thấy ở đây có một cái bản đồ, có lẽ là cái địa hạt 72. Ông giải thích đôi chút về cái vấn đề địa lý của cái địa hạt này thưa ông. Địa hạt 72 đó gồm có thành phố Westminster, thành phố Huntington Beach, thành phố Fountain Valley, thành phố Garden Grove, thành phố Huntington Beach, một phần của Los Amitos và Seal Beach. Chúng ta có thể nói rằng là trong cái khu vực này thì cái lá phiếu của cử tri Việt Nam đóng một vai trò rất là quan trọng. Không có ai có thể thắng cử được mà không có lá phiếu của cộng đồng Việt Nam này. Và quý vị đã thấy là tờ báo LA Times cũng như tờ Register đã tiên đoán rằng là người Á Châu sẽ nắm giữ cái chìa khóa thành công về cái cuộc tranh cử ở trong cái khu vực này, thưa anh. Ở đây thấy có ông Sáu là một người rất quen mặt của chúng ta, và một người mới đi với ông Sáu. Hai người có thể nói cho biết là ngày hôm nay tới đây có cái tâm tư như thế nào ạ? Dạ, em tới giới thiệu đôi chút. Em là Hoàng Nguyễn ở tiểu bang Montana. Tới đây là ủng hộ anh Diệp Tyler. Chỉ vậy thôi, đơn giản. Ở đây có hai toán làm việc. Một cái toán là như anh thấy ở cái góc này đây, là những người nào đi bộ, những người đi bộ kinh niên, họ đã đi đến khoảng hơn 40.000 căn nhà. Còn cái một toán khác thì là gọi điện thoại đến từng căn nhà, và khi gọi tới thì người ta sẽ tới tận nhà để giúp cử tri Mỹ lẫn Việt để lấy những cái lá phiếu. Hoặc là bầu cử như thế nào. Rồi còn cái đặc biệt nữa là cái toán Việt Nam. Thì cái toán Việt Nam là toàn những người tình nguyện của chúng tôi làm việc cho tôi, là cứ đến mùa bầu cử thì người ta quan tâm đến cái sinh hoạt chính trị của cộng đồng, người ta tới đây người ta ủng hộ. Thì đa số là những anh em sinh viên. Khoảng chừng độ 2 tiếng đồng hồ này tất cả những thiện nguyện viên của chúng tôi sẽ trở về đây. Chúng tôi làm việc từ 7 giờ sáng nay cho tới 8 giờ tối, có nghĩa rằng là làm 13 tiếng đồng hồ non-stop. Thì anh thấy là cái cuộc tranh cử để được một lá phiếu cũng như là để thành những người ứng cử viên của chúng tôi thành công cũng không phải là dễ như là quý vị nghĩ rằng là cứ gọi xong rồi tới. Chúng tôi gọi điện thoại rồi chúng tôi cử người tới nhà trong vòng 15-20 phút để mà nói chuyện với người ta, và đồng thời nó giúp người ta bầu lá phiếu. Sau khi đó bầu cái lá phiếu xong rồi thì dán lại rồi cho người ta, tặng người ta một con tem để những người cử tri tự gửi đi. Chúng tôi không có mang cái lá phiếu về, tại vì để tránh những mang tiếng là tôi mang cái lá phiếu về thì gian lận kiểu này kiểu kia. Dạ, con ở văn phòng Thái Lê Diệp đó bác. Dạ, con cảm ơn bác.
Dạ cháu cảm ơn bác, chúc bác sức khỏe. Dạ cháu chào bác. Dạ. Dạ cháu chào bác. Đây là cô Linh Đoàn, một người thiện nguyện viên đang làm việc tại đây. Linh Đoàn có thể giới thiệu đôi chút về mình cũng như là vì sao mà tham gia thiện nguyện trong cái buổi trong cái cuộc vận động này? Dạ, em là cũng mới tốt nghiệp trường Fullerton thôi, nhưng mà em được nghe sự giới thiệu từ những thành viên đã trước đây cùng làm việc với bác Cường ở đây, rồi em cảm thấy nó rất là thú vị khi lần đầu tiên em tham gia vào những cái việc làm về xã hội, về bầu cử, nó rất là mới lạ và em thấy em cũng muốn làm một điều gì đó. Dạ, sau khi mà em, đó cũng là lần đầu tiên nó khuyến khích em là đi bầu, tại vì trước đó em chưa bao giờ mà đăng ký bầu cử cả. Lần này nó giúp em được một phần nữa, em cũng muốn đóng góp một phần sức lực của mình. Dạ. Các ứng cử viên, kể cả ứng cử viên gốc Việt lẫn ứng cử viên không phải gốc Việt trong mùa này thì rất là nhiều. Dạ. Vì sao Linh Đoàn lựa chọn ứng cử viên này, ứng cử viên Tyler Diệp trong cái chức vụ là dân biểu tiểu bang California để mà thiện nguyện giúp cho ứng cử viên này? Dạ, nếu nói lý do tại sao em lựa chọn làm việc cho anh Tyler Diệp và những ứng cử viên ở đây thì đơn giản là có thể là em nhìn quen mặt qua những cái chương trình, qua những cái buổi nói chuyện, hoặc qua những chương trình Tết, hoặc là gì, những chương trình mà mình ở phố Bô Sa đó thường hay gặp mấy anh và nói chuyện rất là thân thiện, rất là hòa đồng. Và em cũng lên online và search và em thấy có rất nhiều công việc nó ảnh hưởng đến cộng đồng người Việt mình rất là tốt, nên em mới chấp nhận và muốn thử sức mình để giúp đỡ thử. Dạ. Linh là một người trẻ và cũng nói là mới ra trường. Thường thường theo cái nhận xét chung, cái ý kiến chung thì cho rằng là các người trẻ đi bầu thường là có xu hướng bầu cho đảng Dân Chủ. Ứng cử viên Tyler Diệp là một ứng cử viên đảng Cộng Hòa. Cái điều đó nó có làm một cái điều gì gọi là trở ngại cho cái việc của trong cái cách suy nghĩ của Linh hay không? Dạ, nếu mà nói về đảng Dân Chủ, về đảng Cộng Hòa thì nói thật là em không có chia ra thích một bên đặc biệt hay ghét một bên đặc biệt. Tại vì mỗi bên nó sẽ có những cái ích lợi riêng cho mình. Có thể là mình nhìn ở một khía cạnh mình thấy nó không có lợi cho mình, nhưng nó lại có lợi cho người khác. Thì mình không thể nào mà chia hoàn toàn như vậy được. Thì mỗi bên em đều thích một chút, nên là nó không có gì mà phải là khó chịu khi mình khó xử khi mình giải thích cho người khác là mình chọn lựa Cộng Hòa hay là Dân Chủ. Vẫn là người Việt thì vẫn bầu cho người Việt. Dạ. Cảm ơn Linh rất nhiều. Trong vai trò của một người thiện nguyện viên trong cái ngày đặc biệt ngày hôm nay, ngày tổng tuyển cử, Linh có điều gì có thể chia sẻ với những người Việt Nam, đặc biệt là các bạn trẻ chưa bao giờ có dịp tham gia vào những cái sự kiện như thế này, chưa có bao giờ có dịp tham gia vào cái tiến trình bầu cử ở Mỹ? Dạ, nếu mà qua chương trình như thế này thì em rất là mong mọi người sẽ ủng hộ nhiều hơn. Như làm volunteer, làm tình nguyện, mình có thể tham gia vào nhiều công tác ở bên ngoài để ủng hộ cho những ứng cử viên người Việt mình. Nói tính ra thì dù sao đi nữa thì người Việt mình ở bên đất Mỹ vẫn ít người hơn là bên những cộng đồng khác. Thành ra là rất là mong mọi người có thể ủng hộ cho cộng đồng người Việt mình trở nên lớn mạnh hơn và có tiếng nói nhiều hơn. Bây giờ chỉ còn có hơn một tiếng đồng hồ nữa sẽ có kết quả sơ bộ cho buổi tối hôm nay, ngày tổng tuyển cử trên toàn quốc Hoa Kỳ. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi trong suốt tối hôm nay để biết được kết quả của cuộc bầu cử, kể cả những ứng cử viên của địa phương cũng như là ứng cử viên của tiểu bang và liên bang.